Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương thân chào các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của đài One Way Radio. Các bạn ơi, thời tiết lúc này nắng mưa thất thường nên mọi người rất dễ mắc bệnh. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đúng rồi. Đừng để bệnh gì hết, chứ không thì tội ba mẹ thức đêm thức hôm chăm sóc cho mình đó. À, vậy Giọt Sương nói luôn cho các bạn biết làm cách nào để mình giữ gìn sức khỏe đi nè. À, các bạn nhớ uống nước thật là nhiều, đặc biệt là uống thêm nước cam để bổ sung vitamin C. Ăn nhiều rau củ quả, không có chê rau cải của mẹ nấu nha. Rau đó. Cải rất có nhiều khoáng chất và vitamin lắm. Mà các bạn cần phải đi ngủ đúng giờ nè, tập thể dục nữa nè. Các bạn biết không, chị Giọt Sương rất thương các bạn nên đã chỉ cho các bạn cách đề phòng chống bệnh trong mùa nóng đó. Nếu các bạn vâng lời làm theo như vậy, chắc chắn các bạn sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Anh Đom Đóm ơi, ơi, hôm nay anh có thể kể tiếp câu chuyện ngày hôm qua không? Em và các bạn nhỏ rất muốn biết liệu Adam và Eva có vâng theo những gì Đức Chúa Trời đã phán dặn họ không? Ồ, mém xíu nữa là anh quên mất. Ok, anh sẽ kể nha. Các bạn nhỏ và Giọt Sương hãy lắng nghe nè. Dạ. Trong số các loài vật mà Đức Chúa Trời tạo nên, có con rắn là xảo quyệt hơn hết. Một hôm, rắn đến gần Eva và hỏi: có phải Đức Chúa Trời cấm cô không được phép ăn bất cứ trái cây nào trong vườn không? Eva đáp cùng rắn rằng: chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn, nhưng chỉ trừ trái của cây trồng ở giữa vườn mà thôi, vì Đức Chúa Trời đã phán: các con không được ăn trái cây đó, cũng không được đụng đến, e các con sẽ chết. Rắn quả quyết: chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rõ khi nào hai người ăn trái cây ấy thì mắt sẽ mở ra, hai người sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ nhìn trái cây đó, thấy chúng vừa ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì để mở trí khôn. Nàng liền hái ăn, rồi đưa cho chồng đang ở đó và chồng cũng ăn nữa. Mắt hai người liền mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ xấu hổ nên kết lá vả làm khố che thân. Đến chiều, khi nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ liền ẩn nấp giữa lùm cây để tránh mặt Chúa. Chúa gọi: Adam, con ở đâu? Từ trong bụi cây, Adam nói vọng ra: con có nghe tiếng Chúa nên sợ và đi trốn vì con đang trần truồng. Chúa hỏi: ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây ta cấm phải không? Adam thưa: dạ, người nữ Chúa đặt cạnh con đã đưa con trái cây đó và con đã ăn nó rồi. Chúa hỏi người nữ: tại sao con làm như vậy? Eva thưa: con rắn lừa gạt con nên con đã ăn. Đức Chúa Trời quở con rắn: vì mày đã làm như vậy nên mày bị rủa xả. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ: con sẽ bị khốn khổ khi thai nghén và đau đớn khi sanh nở. Dục vọng con sẽ hướng về chồng và chồng sẽ cai trị con. Ngài phán cùng Adam: bởi vì con đã nghe lời vợ, ăn trái cây ta đã cấm, nên đất sẽ bị rủa xả vì con. Trọn đời con phải làm việc cực nhọc mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về bụi đất, vì con là bụi đất. Đức Chúa Trời lấy da thú làm áo mặc cho Adam và Eva. Ngài đuổi hai người ra khỏi vườn Eden và sai các thiên sứ cầm gươm canh giữ con đường đến cây sự sống. Ôi, buồn quá! Vì không vâng lời Chúa nên hậu quả mới ra như vậy hả anh? Những điều Chúa dạy dỗ chưa bao giờ là xấu cho chúng ta hết, các bạn nhỏ nhớ nha. Tất cả những điều tốt cho chúng ta thôi. Họ đã không vâng theo lời Chúa dạy mà còn không biết ăn năn tội của mình nữa, Giọt Sương thấy không? Ăn năn tội là gì hả anh? À, ăn năn tội tức là nhận biết mình sai nè và xin Chúa tha thứ rồi không làm lại nữa. À, em nhớ rồi, khi Chúa hỏi họ, họ đâu có nhận, chỉ đổ thừa cho nhau. Adam đổ lỗi cho Eva nè, rồi Eva lại đổ lỗi cho con rắn.
Mà anh Đâm Đóm ơi, nếu như lúc đó họ ăn năn xin Chúa tha thứ thì Chúa có tha cho họ không anh? Anh nghĩ với tình yêu lớn lao của Chúa dành cho họ, Chúa sẽ không đuổi họ và Ngài sẽ có cách để phục hồi họ như ban đầu. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, họ đã không làm như vậy rồi. Các bạn nhỏ ơi, nếu chúng ta không vâng lời Chúa sẽ chịu hậu quả do mình gây ra đó. Nhưng nếu lỡ phạm tội thì nhớ ăn năn xin Chúa tha thứ và không tái phạm nữa nha. Chúa của mình vừa yêu thương nè, nhưng cũng rất công bình. Nếu phạm tội thì phải chịu phạt. Nhưng thật lòng xưng nhận tội và từ bỏ thì Chúa sẽ tha thứ và thay đổi chúng ta trở nên tốt hơn đó. Các bạn nhỏ ơi, nếu bạn có điều gì đang băn khoăn, không biết mình làm như vậy là sai hay đúng, mình làm như vậy Chúa có vui lòng không, hay có những thắc mắc nào, thì các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ chia sẻ@oneway.vn để anh Đom Đóm và chị Giọt Sương sẽ tư vấn cho các bé nhé. Khi nhận được email của các bạn, anh chị sẽ trả lời email cho các bạn. Nhất định sẽ trả lời đó. Anh Đâm Đóm và chị Giọt Sương rất quan tâm đến các bạn và sẽ cầu nguyện cho các bạn nhỏ của chương trình. Và bây giờ là câu hỏi của chương trình hôm nay. Adam và Eva đã phản ứng như thế nào khi nghe Chúa hỏi? A. Nhận tội lỗi và xin Chúa tha thứ. B. Khóc lóc. C. Đổ lỗi cho nhau. Anh xin đọc lại câu hỏi. Adam và Eva đã phản ứng thế nào khi nghe Chúa hỏi? A. Nhận tội lỗi và xin Chúa tha thứ. B. Khóc lóc. C. Đổ lỗi cho nhau. Các bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp, họ và tên, dấu cách và đáp án rồi gửi về tổng đài chúc bé ngủ ngon theo số điện thoại 093 3939 862. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email về cho chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon theo địa chỉ chia sẻ@oneway.vn, cũng là cú pháp đó, họ và tên, dấu cách, đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì... anh Đâm Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai nha. Chào tạm biệt.